Hello, chào mừng các bạn đã đến với góc công nghệ của sáng tạo mới. Hit người ta gọi đến mình đi bảo dưỡng, gọi là đi bảo dưỡng. Rồi, sau hơn 10.000 cây. Là 10.400 km này. Định kỳ à chị? Được 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 tặng miệng chai dầu phải không? Chị kiểm tra lại không? Ok chưa anh? Bây giờ vẫn ok chứ? Nó vẫn là ở cái vành này đúng không? Đây này, đây này, này. Là vẫn được hả? Nó có hai vạch, cái vạch trên đấy. Vạch trên à? Ừ. Thế là vạch này là thay chưa? Hay là châm thêm? Châm thêm rồi. Nhưng có gì đâu. Vẫn đạt tiêu chuẩn đúng không? Anh. Anh ơi, dầu máy thì còn 400 cây nhưng mà đến thời gian thay thì thay luôn à? Ồ, dầu máy 400 cây á? Đến 10.800. À thế à? Vâng, bây giờ mới là 10.478 thôi. À thế à? Vâng. Ờ thế từ từ đã, từ từ đã. Thế chưa thay. Thế thì chưa thay vội đâu. Vâng, lấy 400 cây thì nó thay được. Mình làm bảo dưỡng định kỳ miễn phí. Vâng. Nếu như bảo dưỡng định kỳ miễn phí thì không phát sinh hóa đơn thì sẽ không được tặng dầu đâu nhé. Tặng dầu sẽ là tặng dầu lít 2 thường thôi nhé. Thế mình muốn các xăng dầu tổng hợp thì mình cắt thêm tiền. Thì à, Honda sẽ trả dầu lít 2 thường. Vâng, 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 ok. Thì em phải báo qua tổng hàng. Vâng, ok. Đi nữa, anh kiểm tra em cái còi này nhá. Thì bây giờ nó không được nhạy lắm đâu. Tình trạng đi làm mất còi. Đi một lúc sau nó mới có còi. Anh ghi vào em. Xe mình có hiện tượng là còi bấm nó không nhạy nên là chắc là nhờ các anh kỹ thuật anh kiểm tra. Anh em ngồi đây thì sẽ được hưởng cà phê miễn phí, cà phê trà đá miễn phí. Này mời anh em nhé. Nguyên nhân là do cái dỉ này rửa nước nhiều quá không tốt. Cái này thay đắt tiền không anh nhỉ? Cái này chắc hơn trăm nhỉ. Hơn trăm à? Bác cứ vệ sinh cho em. Thay cái còi. Đồ ăn hết rồi. Ừ.
Ôi, xe mới kìa. Các thao tác cuối cùng để bàn giao xe. Đấy là con mình giữ thôi, đi xe, giữ xe. Của bên tại người anh à? Yêu xe như con luôn, đấy. Đơn giản không? Từng xe như là bạn, người bạn đồng hành của mình. Ok, như vậy là xe mình đã fit lại cái còi này. Đấy thì kiểm tra các cái vấn đề về má phanh. Đấy, rồi là áp suất lốp. Lần này thì mình được rửa xe miễn phí anh em ạ. Rửa xe. Ok. Xong rồi anh nhỉ? Xong rồi. Xe của anh á thì hôm nay qua bảo dưỡng định kỳ lần 4 hoặc lần 5 mình đến 20 tháng 12 thì mang qua kiểm tra định kỳ lần 5. Vâng. Okay. Còn về đi xe có vấn đề thì cảm thấy nó trục trặc không hài lòng thì cũng mang qua bên anh. Vâng. Cảm ơn anh nhiều nhá. Xong rồi nhỉ? Bây giờ em bàn giao xe chứ nhỉ? Ok, vậy là mình đã đi bảo dưỡng lần thứ tư, bảo dưỡng định kỳ miễn phí lần thứ tư thì hiện tại thì cái số km cũng chưa đủ 1.500, thì khoảng tầm 400 cây nữa thì mình bắt đầu đến cái mốc mình thay nhớt. Mới đầu thì mình cũng nhớ nhầm, nhưng mà ra bên HIT họ kiểm tra thì còn khoảng 400 cây nữa thì mới đến định kỳ thay nhớt lần tiếp theo. Mình bảo dưỡng thì cái còi này nó bị han ấy, bị kiểu rửa nước nhiều nó oxy hóa ấy. Thì người ta tháo ra, người ta vệ sinh lại thì bấm lại ok rồi. Đây. Hiện tại máy móc thì vẫn là ok, chưa có vấn đề gì. Đi thì sau hơn 10 cây thì vẫn ok. Sắp tới thì có lẽ là mình sẽ có một tour đi xa xa. Đấy, thì sẽ trải nghiệm sau. Thì video này cũng không có gì chia sẻ thêm, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đấy, hiện tại đi vẫn ok nhá anh em nhá. Bảo dưỡng thì họ Honda họ cũng bảo dưỡng cũng không có cái gì đâu, chỉ họ chỉ kiểm tra sơ sơ thì là qua loa là ok là xong, không có gì gọi là chuyên sâu cả. Cái lần khuyến mãi nhớt thì áp dụng cho cái hóa đơn khi mà mình đi bảo dưỡng xe mà có cái vấn đề về thiện linh kiện phát sinh ấy, mà có hóa đơn trên 300.000 thì mới được tặng một cái chai nhớt 120 anh em ạ, chai nhớt màu xám xám ấy, xe số 120 thôi. Thì mình đi bảo dưỡng miễn phí thì cũng không có gì thay, nên là mình cũng không mặn mà lắm so với cái chương trình khuyến mãi này. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Một lần nữa nhớ đừng quên bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.